Ok, xin chào tất cả các bạn. Có là tựa game mới của Cli à, Oxygen Inclusion, và hôm nay mình sẽ tiếp tục cái world lần trước mình đang bỏ dở. Mình thì cái ok, cái world bỏ dở ra đây rồi. Hãy xây tiếp nào. Vấn đề hiện tại của mình là đang bị thiếu oxy với cả là colon cái thế rồi, nên mình cần một cái nguồn thức ăn, và nguồn thức ăn ở đây con food thì mình chỉ cần cái này thôi, mình không cần cái gì cả. Thì mình sẽ xây đâu đó trên đây. Ngoài em cần xây cái này cơ nhé. Đây mình ví dụ mấy cái tiles đây. Đây là muốn kiểu game xây dựng nhưng mà nó mang cả tính chất sinh tồn nên mình khá là thích, bởi vì mình thích game sinh tồn, cũng thích game xây dựng. Mình chơi rất nhiều game xây dựng thành phố rồi, mình chơi Sim City này, City Skyline, nhưng mà mình thấy cái kiểu xây dựng thành phố này nó có kiểu một chút điêu điêu, do vấn đề một số vấn đề nó cả game cảm giác một số lúc cảm giác là không logic ý. Thì thích kiểu sinh tồn này, nó bựa, nó hay. Ok, mình sẽ để một cái máy oxy ở đây, một cái máy ở đây. Đấy, mình xây tạm thời hai cái máy. Tất cả để cái máy này chạy được, bạn phải có cái tay nguyên ugly lúc nãy mình vừa thấy tập trước mình nói, và các bạn phải nối dây điện. Dây điện có thể ẩn xuống dưới chất đất này cũng được, nhưng mà mình quên để lộ thiên rồi thì mình cứ để lộ thiên đi, bởi vì mình chẳng sao cả. Mình sẽ xây mấy cái hòm, không phải hòm đấy, đấy là kho chứa đồ. Đây nó để chứa material. Mình cứ với bọn này bắt đầu xây cái dây điện trước. Đây mình sẽ đổi thành cái này thành 9. Ok. Để cái đồ hoạt động các bạn phải tích những thứ các bạn muốn để chứa trong này. Ở đây cho chứa khá nhiều thứ. Nó có thể nhấn cho tất cả. Ở đây mình cho sweep only thôi. Ok. Đây em bạn có thể chọn raw metal là sắt này, raw mineral là nguyên liệu thô, hoặc là đất đây nếu bạn thích. Như bọn này ngủ trong bựa nhỉ các bạn nhỉ. Rất là ngon, không biết mình sống chết sao sao. Ngon chiêu. Ok, chào buổi sáng. Rồi mày xây cho bố mày cái dây điện trước nhé, để không kẹo bỏ cái này đi. Đây your colony produced. Em có cái tiếng gì lạ vãi các bạn, từ từ cho mình nghe ngóng đấy. Ok, bình thường các bạn your colony produced. Mình vậy với cái colony mình sản xuất từ ngoài oxygen thôi, mà mình đã dùng 38 kg. Cái hôm mấy hôm trước là mình chưa sản xuất gì. Thế nếu bạn thấy có vẻ nó, mình cũng không hiểu sao nó vẫn very breathable ở đây được. Mình sẽ không đào lên đây bởi vì nó đang unbreathable, là nếu bọn này quá lâu ở đấy mà nó sẽ die con mẹ nó. Thì phải xây nhiều máy này hơn, đồng nghĩa với việc cần nhiều điện hơn. Cần nhiều điện hơn là cần cái máy này, và thấy mình cần phải research. Và cái research chính là cái station này. Mình sẽ yêu cái station nhỏ và station lớn. Cái lớn gọi là supercomputer, và cái nhỏ là gọi là research center. Và mình nên xây hai cục pin để nó tiếp tục chạy đồ vào, trong khi đó không có thằng nào chạy, để có thêm nhân lực. Chọn thích cái này là ngày cho cái đất đi, cái này cho đồ pha vẩn và gì vào không biết đặt tên. Electric wire các bạn nối điện vào này. Ok, cái này cho raw metal với lại raw mineral đi. Cái cục pin này là cơ cấu sắt để xây, sắt ở game này khá là quan trọng. Xây nhiều thang rồi nhé. Đấy, pin màu xanh xanh này nó là nạp đấy các bạn.
Let's say then. Rồi nó sẽ biết. Ok, rồi các bạn open reset, các bạn chọn thứ thì reset thì mình thường là reset cái này trước để mình lấy cái cục pin. Nova reset là các bạn fabulous. Fabulous là second dirt. Dirt là đây này. Nó phải lấy đủ đồ. Ok, cho 9 đi, mình muốn là nó làm thật nhanh. Xoay rồi, cái này kéo phải ra cho nó đẹp. Cho nó cân. Không một xấu. Ok, pin đầy đấy các bạn ấy. Thì đấy, thì nó bắt đầu tập trung vào cái này. Còn cái này mà nó để mặc kệ để cái cục pin này nó chạy cái máy Acly của mình. Ok. Rồi có người khác khả dụng. Khi khả dụng các bạn, nó chọn một thằng nhân vật là các bạn lại đổi tên cho nó. Mình sẽ đổi tên thành tên của mình là Minh Quân. Sau đó các bạn nhấn print. Đây giống như cái bản DNA, các bạn in ra thành người kinh dị. Ra không phải kinh dị, ý mình nói thấy hơi điêu điêu của gì. Ok, mình đang hết đấy. Mình đang hết cái nguyên liệu Curly đấy rồi, mình sẽ cho cái thằng này nó đào. Ê, thì hôm nào bây giờ đang cần thêm dây điện đúng không? Nối vào. Cái này quan trọng hơn này. Nó vẫn cần nguồn thức ăn thì ok. Để mình xây cái máy kia. Thức ăn dễ kiếm à. Bây giờ mình còn 21.000 calo là đủ ăn mấy ngày nữa. Các bạn cũng phải tiếp tục nghiên cứu. Bởi vì là nghiên cứu các bạn mở nhiều thứ. Không, các bạn sẽ có từng ngày đồ thôi. Nó thực sự là chán. Mình xây cái đèn đây. Mình chẳng rõ tại sao. Chắc cho nó đẹp. Nhiều thứ mình làm chỉ cho nó đẹp. Ê, mình cần một cái máy oxy nữa. Quên chưa xây cái giường cho thằng này đấy. Khổ thân Minh Quân. Mình phải ngủ dưới sàn. Ê, máy oxy, một cái mình sẽ để một cái máy oxy đây. Để cái bọn chạy này nó không bị thiếu oxy. Ok, nối luôn dây điện rồi. Ê, mình sẽ tua này. Pin hết. Pin hết thì cái thằng này nó làm luôn rồi. Ok. Máy mình bây giờ mình thấy rất là mạnh luôn. Đây là máy khác đấy. Là cái máy lần trước mình quay nó sóc rất là lag. Thế mình chẳng hiểu sao mình quay cái game thôi. Chẳng hiểu sao nó mượt thế. Ôi, cái kia là dây điện kìa. Ê, cái này tốn mỗi 5W thôi. Không gì nhiều. Mà lại ánh sáng khá là đẹp. Đấy, hết acrylic rồi, đào tiếp nào. Nhẹ. Yeah. Rồi bọn kia xây tiếp nào. Ồ, nó phải nghỉ. Nghỉ giải lao ăn. Lấm chó lên mấy cu. Mấy cu đào đồ cho anh chưa. Mẹo chơi trò này các bạn không bao giờ không nên để cái bọn này nó nghỉ ngơi nhiều. Đây phải là 9 này. Cái này cũng là 9, mình không còn thằng kiêng của đất. Ok. Tiếp tục research nhé các bạn nhé. Phải luôn luôn research. Cho đến khi nào các bạn hết thứ để reset thì thôi. Đây có rất nhiều thứ này. Đấy. Mình nghĩ các bạn hết reset này phải đến ngày 50. Mình chưa đến ngày ba mấy thôi. Thì mình đã lập cái vua mới này để quay video rồi. Mình thấy số ngày đấy đủ để làm một series khá là dài. Bởi vì game này chơi lâu. Cái sweep này không sweep được. Cái này kiểu nó thiếu đồ nó nhắc thôi.
Ok, nên con sở hữu cái giường đấy. Rồi mình xây đồ cho anh. Nhờ mình xây tầng nữa cho anh để... Khoan đã. Anh muốn là mày... Nhầm. À, mình muốn là nó đập hết cái này. Mình cần thêm oxy. Vì đứng mở trên này rồi đấy. Nhưng mà hiện tại rất tiếc không mở được. Tiếp tục nha cu. Ok rồi, bọn nó sẽ tiếp tục đào. Tạm thời cứ đào thế này đi. Có thể bọn này nhiều thứ để làm quá là bọn nó sẽ bị sợ chết. Đây là Minh Quân đang bị sợ chết 1%. 1% thôi mà. Kiểu do bọn mày nó sợ chết do hôm qua nó phải ngủ cái sàn khi nó trước khi bạn nó đừng ngủ trên giường, nó điên thì nó sợ chết thôi. Hôm sau nó ngủ trên giường lại thì không hết mà. Ok, sắp reset xong rồi. Sắp reset xong rồi là bạn sẽ được xây một số thứ khác. Đó, rồi mình sẽ reset tiếp cái này. Mình muốn xây cái đèn. Reset mất khoảng ngày nhiều rồi. Ok, đây mình xây được pin này, nhưng mà cái pin này nó sẽ cực tốn cực kỳ nhiều cái manual generator, thì khi nào có cái pro generator bản hãng xong hãng xây cái đấy sau. Nếu không là nó sẽ thiếu đồ liên tục. Nó không ý là thiếu điện ấy. Mình nghĩ mình sẽ đập cái này lúc nào đó, khi hiện tại mình chưa đập. Sau đó mình sẽ sai cho bọn nó làm thức ăn. Mình thiếu nước, thiếu nước à. Thiếu nước à? Nước trên kia cơ. Ê, nó sẽ bị ngập lụt thôi. Vấn đề nan giải đây, mình không biết làm thế nào lấy nước. Và mình cần thức ăn. Cái máy này sản xuất thức ăn nó cần nước này. Mẹ cái nó chứ. Fabi red tiếp nhé. Vấn đề gây go ở đây, mình không biết là thế nào lấy nước và không bị lụt. Có thể mình sẽ lấy phần nhỏ này thôi, mình nó chạy xuống dưới. Nhưng đầu tiên phải lo vấn đề oxy. Do mình đào nhiều thì oxy nó lan tỏa ra nhiều, nó khiến... Đấy thì mình bây giờ phải xây thêm. Xây thêm cái máy oxy Duckly Dioxider cho một cái giữa. Không. Và xây cũng được vậy, chẳng sao vậy. Một cái đây đi. Ok thế thôi. Mình sẽ xây thêm cái tầng tài ở đây. Đến tầng này nó sẽ tất cả nó sẽ vừa thôi. Hôm nay qua đừng lo việc trong nhìn trong nó kiểu gập ghềnh trong xấu xấu. Vừa nó sẽ vừa chắc chắn. Phát biểu lên nhanh lên bọn kia. Bọn tờ rõ phần đớt à. Có 4 người thì là ít đấy các bạn ạ. Mình là mình chưa 7 người rồi. Như thế này mình thấy khá là ít.
Cái này thiếu ugly. Và lại bị đất nó đè lên. Ugly còn nhiều đây, bình tĩnh nha cô. Nếu mà hết thì mình phải đào xuống đây thôi. Mình nghĩ mình sẽ tua cho nhanh nhanh tí. Vấn đề thực ăn là vấn đề trọng đại ở đây. Mình không muốn colony của mình chết đói. Ở đây là very breathable, là mình khá là mừng vì điều đó. Có lẽ mình đã sẵn sàng để đập đoạn này rồi. Để mình lên. Để mình lên đoạn này. Việc đào đây là việc cấm kỵ đấy các bạn ạ. Ở đây các bạn thấy này. Very toxic. Bọn nó vào đấy bọn nó bị dầm dớ đấy. Bọn nó tự giết mình đấy. Lần mình cho nó hít khí độc nhiều quá mình biết mà. Nghiên cứu tiếp nào. Đấy. Ở đây là clear, đây nó không đấy. Rốt thế. Tiếp tục phát bread đi, ta muốn xem vài cái đèn đây cho nó sáng. Đèn nó không tốn nhiều nhiên liệu đâu các bạn ạ. Ở nhầm, tốn nhiều điện. Tối mất rồi. Tuyệt vời. Nó chẳng gì tuyệt vời kìa. Cái đã tăng khả năng của mình này. Là nó chăm chỉ và liên tục. Sai của năm report ready, cái này không quan trọng nhé. Cái này đang hai thứ đang bị thiếu tài nguyên thì là cái máy oxy này bị thiếu clear này, một hai cái đây này. Ở đây có quái vật đấy các bạn ơi. Lần mình đào đấy mình có quái vật rồi. Còn nó choảng nhau nhìn buồn cười lắm các bạn. Cứ thử chơi mới biết. Các bạn mua game này nhá, mình khuyên các bạn nên mua bởi vì là nó cập nhật liên tục sửa lỗi, không các bạn chơi quách thì trên mãi bản nó lỗi suốt. Chán như con rán luôn, lúc vào đầu ấy mình hiểu lỗi lắm. Khoảng 200 giây nữa mình sẽ có người mới. Thì bây giờ chưa đẹp lắm nhưng rồi nó sẽ đẹp thôi. Mọi thứ cần thời gian của nó. Ok, research hoàn thiện. Tắt tin nhắn. Ok. Đây mình nghiên cứu cái cho nó đẹp. Một cái đèn đây. 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 Ok. Còn vấn đề điện đóm cũng đơn giản thôi. Điện đóm cần nối dây là xong rồi. Đã làm ra một đống vừa bộn. Dùng móc tu thì nhấn cao rồi mình thử rồi, mình thử móc rồi nhưng mà nó móc được đâu. Có thực ra móc được này. Ơ móc rồi đây. Thì lúc này nó bị lỗi. Yo. Ôi giời, bọn này đái dầm rồi. Không có to lên đi các bạn, nó đái, nó đái ở đây này. Mẹ. Sao phải lâu. Ok, mình sẽ chọn người mới. Con gay. Bố mày chọn thằng này. Dream. Ok, giờ mình sẽ phải research cái này.
À, cái này cầm nước. Thực sự bây giờ mình cần đá lên trên trên kia. Hơi khó đấy. Ôi mình không muốn bịt đoạn này, mình không muốn bịt đoạn này, mình nhầm. Game này mình không biết cheat thế nào. Ê, thế nên là thôi. Chấp nhận là mình chết game là mình mất thôi. Ôi giời, thời gian qua mất rồi. Mình xin xây thêm cái floor frame ở đây. Đây mình sẽ xây cái đèn ở đây. Hết điện rồi. Ok. Oh. Ok, tí. Đấy, các bạn thấy đèn chập chờn đấy, nửa có nửa không đấy, do kiểu bây giờ mình phải bỏ thứ không cần thiết. Chờ các bạn, mình có nhiều, mình có. Con chào bố. Con cắm cơm này ạ. Con thì ạ. Con đợi bố về. Muộn rồi thôi, để con thử nấu ăn đi được. Vấn đề là mình bây giờ mình phải nấu cơm bọn tự ăn. Không ai nấu cho mình cả. Thế rồi. Đây mình sẽ chơi khoảng 10 phút nữa. Fabio lên tiếp nào. Oxygen overlay khá là bình thường. Oxygen hiện tại không thiếu nhưng rồi sẽ thiếu thôi. Nên bạn phải đề phòng nó bằng cách xây thêm máy. Nhưng mà phải chọn chỗ đúng. Không kéo bạn sẽ bị lãng phí. Thì bây giờ mình sẽ định xây phải đào hết chỗ này. Nhưng mà mình cũng phải muốn hạn chế tối đa cái diện tích mà mình sẽ đào. Để nó khỏi ảnh hưởng nhiều đến cái oxy. Thì đây mình sẽ thay xây thang cho nó đào. Ở đây mình có slime này. Slime này thì có máy để nó chuyển thành ugly. Ok, em bị thiếu ugly rồi. Vâng, bị thiếu, bắt đầu rồi. Có 5 đứa, tốn 5.000 calo mỗi ngày, nếu mình không tìm được nước ngay thì mình coi như là mình xong đời rồi. Hẹp me. Cái này là 9. Chắc chắn phải là 9. Nếu mà mày còn sống sót. Tao đang cứu bọn mày đấy, bọn mày hãy nghe theo tao. Nếu bọn mày không muốn chết. Ô hai ở đây này. Gay chưa các bạn? Cycle 7 report ready. Đây cái máy này thiếu điện này. Thiếu điện đồng loạt luôn. Mình toàn quay dùng cái máy này này. Cái continuator bạn mình thường xây ở đây mà nó sẽ tiếp tục đào cả đống này thì lấy nước. Nước thì phải đào dưới này chứa nước, thì chứa nước thì mình phải định chứa nước thật đấy, thì xây thế này đấy. Đây sẽ là nơi chứa nước.
Chỗ này sẽ không có đứa nào động vào cả. Thì bây giờ là tạm thời hủy cái này đi. Cái này phải là thành 9. Cái đống này sẽ thành 9 cho mình. Ok. Ladder này cho xuống đây nhé. Mình phải bịt lại không thì nó khá là gay go đấy. Đây, cái khu đầu tiên là mình phải xây nhà sắc sảo này. Ok, giờ cần mình cần cái này, mình cực sự cần nước bây giờ đấy. Nào bọn kia làm nhanh lên. Fuck you. Thực ra có 3 thằng đào là cũng hơi quá sức thật đấy, mình phải thừa nhận luôn. Mình chỗ này làm nhanh cần 4 người cơ. Không ngờ oxy chuyển vẫn đủ. Mình khá bất ngờ đấy. Nhưng mà nó không trèo được vào. Chuẩn rồi, nó không trèo được vào. Thì mình sẽ xem cái ladder ở đây cho nó trèo đây. Cố lên. Cố lên mà mày trèo lên được. Bắt cua đi. Đấy, bắt cua. Lại bắt cua hơi bị giỏi. Trình độ bắt cua này hơi bị kinh luôn, đừng có coi thường nữa. Bắt cua thì bọn mày thì bắt cua nó chưa có thua thôi. Ok, thì Ugly rồi các bạn ơi. Ugly trên kia cũng có, thì đằng nào đào mình cũng lên đào lên đấy. Không cần mình đào đấy luôn nhỉ. Đấy, nhiều thứ quá. Đang thiếu tài nguyên, thiếu Ugly thế luôn. Cố lên. Nào, sắp xong rồi mấy em ơi. Mấy em colony của anh ơi, lên thành 9 đi. Cái này mình chạy như con chuột đồng ấy nhỉ. Thế nên mình cần cái Coal Generator. Rồi nhá, tí nữa nước nó chảy xuống thì chạy sẽ được. Được rồi, nó chạy thật đấy. Đó, ta có nước rồi, yeah. Yeah, có nước rồi. Yeah. Ngon chín. Đó. Rồi ta sẽ có Coal Generator. Nhưng đầu tiên mình phải vấn đề phải giải quyết đầu tiên là vấn đề thức ăn đã, bởi mình còn 8.000 gallo thôi là đủ cho ngày mai thôi. Ugly vẫn còn trên này, không thiếu, chưa đến nỗi phải đà xuống kia. Ok, được. Mình sẽ chỉnh lại tiêu dài đây, cái này thì 9 nhá. Đây 9, đây là 9. Ok, nó sẽ phải làm cái này chứ, chỉ có một thằng đó. Về ông sao đây? À, cái này cái research xong rồi, các bạn phải đợi. Ok, thế là được rồi. Ok, mình có khá nhiều thứ. Thằng này chẳng hiểu thằng này vô dụng quá, nó cứ ngồi nó ngắm thức ăn. Ta nhìn nó ăn ấy, nhìn rất là hay luôn. Mồm nhai suốt. Đấy là thằng này nhắm thức ăn, đến lượt mình nhắm thức ăn, bây giờ lại thiếu điện rồi. Auto chạy đi, thiếu điện nữa lần này nữa, bố đập. Đấy, nhìn này, thấy nó hút đấy. Mình còn lại nhắm thức ăn, ôi giờ lại thiếu điện. Eo. Đập mấy cái đèn đi. Đập mấy cái đèn đi. Không cần mày, không cần mày. Cái này tốn mất 10 quát điện ta. Đéo cần, cút. Ok, thử điện chưa thằng chó. Ok, thử điện đi mà các bạn. Vấn đề xảy ra thường với mình khi chưa có cái Coal Generator ấy, chắc chắn là các bạn bị thiếu điện trầm trọng. Nước dùng khá là nhanh thì bây giờ mình muốn nhiều hơn cơ. Lại thiếu điện này.
Ok, ta bị insufficient. Rồi mình sẽ cho nó này thôi, mình xem nhân vật nào. Mình nghĩ sẽ cho nó này thôi. Nhưng mà hiện tại mình chưa muốn chọn. Damn it. Súp đổ à? Oh fuck. Ta có nước. Giờ phải phá cái này cho nước chảy xuống rồi. Cay quá các bạn ơi. Mình muốn đập máy. Để xoay tay đây rồi. Thế nó coi như cái kia cứ để im nhá. Cái kia cứ... Ôi dạ. À. Cái cli kia thì mình không nỡ bỏ. Mình sẽ không xây cái đoạn này. Oh shit. Đấy là cách xử lý. Rồi xử lý ngay cho nước nó tràn vào đây. Bị ngập rồi đấy. Nếu mày buổi tối để cái này bố mày không cho mày ngủ. Thì mình nghĩ bây giờ mình vệ sinh số một đoạn, một số đoạn để phòng ngập, không có này không có đường chạy. Tạm thời đây là cách xử trí duy nhất của mình cho đến hiện tại thôi. Mình đang bị flooding này, trời ơi nhiều vấn đề quá các bạn ơi. Đã hết điện rồi, cái này đang bị flood nên không có được. Nó không cho mày ngủ. Red alert. Ok thế thôi. Cho mày ngủ. Cái này là đợi sinh tối thế nào. Cái này phải móp, từ này chắc chắn cái này phải móp. Á đù đái dầm. Mẹ. Các bạn thấy nó đái không? Đấy, dọn ngay chỗ mày vừa dầm đài xong. Bố mày không cho mày ăn đập mày. Ok, nước sẽ tiếp tục chảy thôi. Thế là mình có nước rồi. Xây tiếp tục xây cho nó đẹp. Xuống đây thiếu oxy cho các bạn. Nước lại chảy xuống kia. Nước chảy xuống kia rồi nhé. Tôi thấy nước cũng đủ rồi mà. Bọn ngu. Thiếu thức ăn. Mình không nhớ lắm. Mình nhớ nó bị flood. Căng thẳng ở đây. Căng thẳng quá các bạn ơi. Mình có thể chết. Nước đây thậm chí còn ít hơn kia. Đây ok, tí nữa mình lúc nào mình đục xuống đây, nước chỗ này sẽ đầy thôi. Vấn đề đơn giản giải quyết. Nó không đơn giản cho lắm. Máy phải reset tiếp đi. Để cho thêm người chỗ chết cho các bạn ơi. Đón thức ăn đi. Auto. Đập cái này lúc khác xây sau nhé. Lúc khác xây lại nhé. Rồi ta phải tiết kiệm điện. Ôi trời ơi.
m'aurait quoi ni aussi. On commet sans la balle on est comme ça mais. Nhanh lên nào. Vấn đề là điện. Điện đóm. Nó lằng ngoằng. Và mình được ugly nữa. Lằng ngoằng phết đấy. Đây, ở đây có thức ăn đấy. Ok, reset thành công. Mình sẽ phải biết ngay cái Echo Generator ở đây. Ok. Phải nối tất cả để mình cho cái kia nó ăn đập. Rồi đây xây nhanh lên nhá. Ok, chín rồi. Nhiều thứ đấy, quá nhiều thứ luôn. Và mình sẽ chọn một thằng đây. Focus. Ok, cứ ngủ đấy nhé cô. Cứ ngủ đấy. Ê... Chứ bây giờ cứ hiện tại mình phải xây một cái mấy cái thai để đào nốt đống kia, sau đó mình sẽ đập thai sau. Đập thai sau bọn kia ngã thì bọn nó sẽ có thang nó trèo lên mà. Không quan trọng. Về oxy không lo, mình không quá lo. Nhưng mà với thức ăn thì có đấy. Ok, nó cần than. Đang đợi chuyển than thì mình nhớ mình đã rất nhiều than rồi. Ở đây này, than đây này các bạn ấy. Bạn hình nhớ cái màu của, đặc trưng của nó, màu ugly, màu xanh. Màu xanh loét. Kiểu này, nhìn như lá cây. Có cái vua khá là thú vị. Sao vẫn phải đợi chuyển than để thằng chuyển than đi. Mình chắc chắn có đủ than rồi luôn. Chỉ cần thằng nào vận chuyển than thôi. Thằng nào chuyển than đi. Ok, thằng nào, nó đã chuyển than rồi. Đập. Đập, đập, đập. Cái oxy kia không đập. Power thì cái này nó nối hầu như tất cả đủ rồi đúng không? Ok. Đấy, xin lỗi ở đây. Furniture này. Mình muốn xây cái bóng đèn mà lần trước mình mất để mình tiết kiệm điện ấy. Furniture. Đây. Sao chắc này bị thiếu điện? Chắc đường dẫn nó có vấn đề đúng không? Hoặc đường dẫn nó phải trực tiếp thay vì nó mình nối nó ấy quá. Mình nối nó qua nhiều dây ấy thì nối trực tiếp nó sẽ hiệu quả hơn. Bây giờ mình bật cái này thôi. Ok, để mình đập với cái dây này. Giờ bắt đầu mình sẽ xây pin. Đây là phòng pin. Ô chết, nhầm. Lỡ tay. Pin. Pin. Cái xây đèn cho nó sáng. Cái này vào cái tạo than này hiệu quả. Ê, với cả mình cần thêm than, thêm một cái nữa.
cái này tạo đúng 600W điện thôi mà. Và cái hiện tại mình cá là mình phải dùng nhiều hơn. Ok. Nào, đào đi. Ôi, colony của mình hiện tại đáp ứng nhiều thứ rồi đấy. Ngon. Nào, ăn. Ngon. Em bây giờ sẽ nghiên cứu cái farming tech. Ok, mình sẽ tiếp tục video tập tiếp theo. Hy vọng các bạn thích. Đừng quên like và subscribe nhé. Còn nếu các bạn thực sự làm điều gì đó có nghĩa mình, hãy share video này để mình có thêm sắp nhiều sắp hơn. Tạm biệt các bạn.